nha nha. Đây. Đóng đi. Dùng gì đâu nhỉ? Thưa quý các bạn, còn nữa, còn ui ủa còn nhiều thế cơ á? Tủ này chắc phải được mấy lít? Anh đoán tôi phải được tầm khoảng 15 lít đấy. Sợ không hết đấy nhỉ? Bởi vì tổ đợt trước là mình đoán được 10 lít nhưng mà vẫn hơn 10 lít một tí. Đây các bác ạ, đây là những cái lít mật, những cái sản phẩm của em Cấy và em Quyền đã đi khai thác ở trên rừng già về. Và một cái sản phẩm đầu tay của em Cấy và em Quyền. Xin chào tất cả các bác. Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Các bác thân mến, hiện tại thì mấy anh em đang có mặt tại nền nhà của em Cấy. Các bác thân mến thì như ở video trước anh em cũng đã chia sẻ rồi, hôm nay em lên trên này là để đi khảo sát đường dẫn nước về để làm nhà. Và cái thứ hai nữa là đi xin điện để kéo thì cũng thông báo luôn với các bác ở video này là hiện tại anh em vẫn đang gặp một số khó khăn là về kéo nước các bác ạ, bởi vì là người dân họ đòi quá cao với số tiền mà mình anh em trong team dự tính các bác. Một cái chỗ nước đấy mà người ta đòi 5-6 triệu thì phải nói thật sự là không lấy được các bác ạ. Nước thì chỉ được dùng bao giờ làm nhà xong thì lại phải trả cho họ, thì cái đấy thì hơi thêm một tí, thì là anh em đang phải xem xét lại các bác ạ. Và video này thì nói chung là cũng là một tin vui, và cũng là muốn là anh em trong team là ngồi lại với em Cấy ăn một bữa cơm. Từ lúc mà làm xong nền nhà cũng được khá là lâu rồi các bác, cũng được 2-3 hôm nay rồi thì là không chịu ăn cơm với hai bố con, thì suốt ngày cho hai bố con ăn cơm một mình thì nó giờ nền nhà mới các bác, thì khu này thì vẫn chưa có đông dân, cho nên là hôm nay các anh em trong team A Huân là quyết định ở lại ăn cơm với hai bố con một bữa cơm. Và một cái vui nữa là từ lúc mua xe thì chưa có lấy được đăng ký các bác. Hôm nay thì em Giang đi từ dưới thị trấn lên thì em Giang cũng cầm đăng ký này với lại biển số xe cho em Cấy rồi. Anh Quyền đang cầm biển số xe hay sao? Cấy muốn xem luôn chưa? Em thử đoán xem là biển số xe của mình 3 số cuối là gì? Xem con đoán trúng không? Ồ, cái này chưa xem là gì. Em thử đoán xem nào, xem đúng số nào không? Nếu mà đúng thì anh cho em 20.000. Đấy. Một số thôi. Một số thôi. Hai số cuối chứ. Lâu lâu mình phải tiếu nhau tí cho nó vui. Đúng không? Nào, hai số cuối là gì? 3-4. 3-4 à? Chốt 3-4 chưa? Dạ. Chốt nhá. Dạ. Nhưng mà anh chưa nói là anh chưa nói là ví dụ như em đoán không đúng là đoán không mất tiền. Không mất tiền. Đấy. Đấy. Đây, em sẽ cho các bác xem trước. Biển số xe của em Cấy.
Bao nhiêu? 1-4. À cũng gần đúng nhỉ. 3-4. 3-4 thì cũng có nhưng mà nó không lại không gần nhau. Ờ thôi cất đi xong là tí anh em để lắp luôn nhé. Bây giờ anh sẽ trao lại cho em nhé. Số xe. Bố có biển số xe mới. Có xe mới rồi nhé. Thì như lúc em cũng đang nói rồi các bác, hôm nay thì anh em ở trong team sẽ ở lại. Và có thể là hôm nay sẽ xuất hiện một nhân vật rất đặc biệt đối với lại em cái là em Hoa. Thì cái này thì một tí nữa sẽ là anh em đi vào trong nhà của em Hoa để xin phép bố mẹ em Hoa. Để em Hoa ra đây ăn cơm với lại bố con em cái một bữa. Cũng như là lời... nói chung là không phải lời cảm ơn đâu, là muốn là em Hoa ăn cơm cùng mấy anh em trong team một bữa. Bởi vì là từ trước đến giờ thì anh em nói chung là cũng biết em Hoa rồi, nhưng mà chưa có thấy mặt thì biết là em cái kể là toàn gửi nhờ con ở đấy ấy các bác. Cho nên là hôm nay thì anh em cũng có mua một ít thức ăn lên thì thôi thì mời em Hoa ra đây ăn cơm một bữa luôn. Em Hoa thì chắc là có ở gần đây không? Cũng xa, không xa. Bây giờ thì nếu mà mời thì em sẽ đi xe ra. Đi em đi vào em phải xin phép bố mẹ đồng hoàng nhé. Ô cái này thì em phải nói chứ không là tí thì nó tối thì tốt đấy, người ta không nghĩ là đi đâu thế. Cái này là tí em đi em sẽ xin phép bố của em Hoa, sẽ được thì em đón về, còn nếu mà không được thì tí em về em báo anh chị. Thì sẽ hôm nay sẽ xuất hiện em Hoa ở trên cái video này để còn tâm sự nhiều cái của hai đứa nữa các bác. Bởi vì là các bác cũng muốn là cho anh em ở trong team để đẩy thuyền cho hai em này. Nhưng mà cái này thì anh em trong team không thể quyết định được các bác. Là thứ nhất là đây là chuyện tình cảm của hai đứa thì chuyện tình cảm thì không ép buộc được mà các bác. Cho nên là cái này thì phải xem hai đứa như thế nào thì sau này muốn như thế nào thì anh em sẽ giúp thôi, đúng không cái? Vâng. Đi em đi vào em phải xin phép bố mẹ đồng hoàng nhé. Ô cái này thì em phải nói chứ không là tí thì nó tối thì tốt đấy, người ta không nghĩ là đi đâu thế. Cái này là tí em đi em sẽ xin phép bố của em Hoa, sẽ được thì em đón về, còn nếu mà không được thì tí em về em báo anh chị. Thì sẽ hôm nay sẽ xuất hiện em Hoa ở trên cái video này để còn tâm sự nhiều cái của hai đứa nữa các bác. Bởi vì là các bác cũng muốn là cho anh em ở trong team để đẩy thuyền cho hai em này. Nhưng mà cái này thì anh em trong team không thể quyết định được các bác. Là thứ nhất là đây là chuyện tình cảm của hai đứa thì chuyện tình cảm thì không ép buộc được mà các bác. Cho nên là cái này thì phải xem hai đứa như thế nào thì sau này muốn như thế nào thì anh em sẽ giúp thôi, đúng không cái? Vâng. Đấy thì chuyện tình cảm không ai ép được. Cho nên là cái này thì phải tự xem hai đứa con cái thì như thế nào hả? Cái? Cái thì có thích không? Thích cái gì ạ? Thích em Hoa. Cái này thì đấy là chuyện gắn nhau, cũng như là thích thì thích thôi. Nhưng mà nó phải hai bên chứ. Một bên ví dụ em mà thích thì em Hoa không thích em thì lúc đấy lại chuyển khác. Rồi ví dụ như cả hai người thích nhau, em Hoa cũng thích thì lúc đấy mới... mình nói chuyện là nhưng dễ mà, dàng được. Nhưng mà cũng ra giúp em hai bố con nó lâu rồi thì thật ra nói chuyện thì cũng mình cũng hiểu được mà, em cũng hiểu được. Chắc là nói lên chuyện tình yêu thì cũng dễ thôi, phải tâm sự nhiều mà. À cái ngó tâm sự rồi cơ. Thì bây giờ là sẽ một người đi phải đi chở nước rồi, bởi vì hôm nay chưa có nước. Đấy. Còn là một người ở nhà sẽ phải nấu cơm các thứ để đun bếp các thứ nhá. Vâng. Là cái sẽ phải đi đón Hoa. Vâng. Đấy, anh Quyền đi chở nước, Yển ở nhà nhóm bếp. Cô Tùng. Đấy, còn là cái sẽ đi đón Hoa, được chưa? Vâng. Đấy. Là nhớ phải xin phép đồng hoàng nhá. Ồ, cái này thì thật sự là cái này. Nếu mà anh cái này thì em tí em đi, nếu mà bố của em Hoa cho phép thì mới đón được về là bố của em cho phép. Cái này là do không... em nói chứ em xem em nói khéo hay là không khéo để có xin phép được bố. Đấy, ok, cái này thì nhớ nha, phải đi xin phép đàng hoàng đấy. Còn anh bây giờ anh đi sang nhà anh chủ đất một tí, anh sang nhà anh Dình một tí để đi ra bên kia tâm sự với anh Dình, bởi vì là lúc này sớm rồi các bác.
thì anh Dinh thì lại không có ở nhà, anh Dinh phải đi xuống bệnh viện đấy, cho nên là không có ở nhà, cho nên là không đi có trao phần quà của các bác cho được. Cho nên là bây giờ sẽ đi trao phần quà của các bác cho anh Dinh các bác nhé. Bye bye. Bye bye. Mà cho con đi. Sao hết nước rồi em ạ? Anh đi đón được em Hoa không? Có. Có à? À, thế là hôm nay là bố anh Hoa thì bảo là đón về, nếu mà ăn cơm thì ăn cơm nhanh nhanh cho nên lại chưa được. Ừ. Gà này là sáng nay em ra đi mua nhỉ? Ừ, sáng nay từ hiện lên luôn. Ây da, thế hôm nay là bữa cơm hôm nay là sẽ có thêm em Hoa với lại anh chủ đất nữa các bác nhá, để gọi là cho ấm nhà ấm cửa các bác ạ. Đây, đây cầm nhấc lên đi, từ từ xem nào. Tí nữa còn nhiều thế nhỉ, kiệm nữa. Ok, từ từ anh nhấc lên nó để em dội cái này đi đã. Thì là giang gừng thôi. Sáng nay là em mua cả gừng à? Có, em mua cả gừng rồi. Mang đồ đây cho anh tí nào cái rồi. Thôi có tí lông thì nó mới ăn gọi là mới bổ được. Nói chung là phải làm sạch em ạ. Giá mèo đâu rồi nhỉ? Giá mèo đây. Hôm nay là anh em mình vào bếp để nấu cơm cho hai bộ con em cái ăn. Không, cái em cũng ăn chứ, em cũng đói rồi. Đây anh bỏ cái chân nó ra đã. Ui dao này vẫn còn sắc đấy nhỉ. Cẩn thận nha. Đây. Cái nhát nó tam luôn. Ngon lắm. Giờ hết ra đây rồi. Trăng một phanh nữa thôi anh ạ. Ừ, phanh nữa. Cái này mình chặt thì mình xà mà. Có nước không nhỉ? À, còn sao? Được, để mình thấy rồi. Nước này sẽ dùng tiết kiệm hết sức các bác. Anh nghe không, cái cổ nó ở trên này có một cái dây này, anh kéo đi hết chưa? Ui, gà này béo hết ạ. Béo. Đi lộ. Quá chi lộ. Đi chơi. À, đi chơi về. Anh này là anh hay ra hộ đào nền nhỉ? Anh mà hay hầu tớ ấy các bác. Anh bỏ mật nó ra luôn anh. Woo!
lâu lâu mấy anh em trong team lại lên ăn cơm cùng hai bố con em cấy. Thời tiết ở trên này hơi lạnh nên là anh phải đeo khẩu trang vào. Hơi hắt xì nhiều, hắt xì hơi nhiều ấy. Ngày thì nóng nữa. Đúng rồi, em còn không mang áo khoác ấy, tối nay về không biết như thế nào ấy. Không, tối em ngủ với cái đi, đúng là lạnh quá ấy. Không, em tối nay ngủ cái nhá. Ừ. Đâu nhỉ, cái thất đâu nhỉ? Thất ở trên kia. Cái này là phải bỏ ra này. Em bỏ luôn cả cục ấy. Này phải bứt xa vào. Chắc mai ăn đâu nhỉ? Phó câu ấy. Phó câu á, phó câu là món sở trường của anh ấy. Ok, anh còn ăn cả phó câu. Nhà này ra bản nên là lòng nó bé. Để em đi lấy ha. À, anh quên làm nốt cái phần ấy nhá, để em đi lấy cái cái thất đó, chả biết cái thất đi đâu hết rồi. Ờ, Yển mang đây xem nào. Rửa chứ. Nói chung là không có mùi như ngày xưa rồi các bác. Không phải rửa đâu, chỉ rửa qua thôi là ok. Hai con dao nhỉ, khổ quá nhỉ, mua một con. Yến này nấu canh trước cũng được. Ừ. Nấu canh trước luôn. À, món rau gì đấy? Rau cải mèo. Hơi lạnh một tí các bác, chắc là phải đi tìm một cái áo khoác để mặc đó. Yeah. Dao mèo thì vẫn còn rất là sắc luôn các bác. Đây các bác, đây có thể nhìn thấy em Giang đang chặt gà, nhưng mà với con dao này thì các bác cứ yên tâm các bác nhé. Là đây lòng này sạch rồi, có muối rồi. Đấy. Con dao này được lâu lắm rồi. Sắc thế nhỉ? Sắc lắm. Chung là các bác cứ yên tâm về những sản phẩm mà bà con ở trên này bà con làm ra các bác ạ. Các bác cứ yên tâm. Công nhận là em cấy ra chỗ này nóng nhỉ? Thoáng lắm. Bạn đang nấu món gì đấy? Canh rau cải mèo. Cho tiết vào gì nè. Cho tiết vào canh á. Ừ, ngon lắm. Cho lòng mè này vào nữa này. Không. Mè thì sao đó. Sáng nay đường gì đâu nhỉ? Đi lấy vết đi. Rửa ra. Cả mèo rửa chưa? Mình xay nữa đây. Đấy, ui giời, gừng to thế. Lần này là gừng cái loại gừng to, không phải gừng cái gì nhỉ? Ở trên mình gọi là gừng gì nhỉ? Gừng mấy? Gừng bé bé. Chị bọ. Anh quên. Gừng ta. Cái nào cũng là gừng ta, nhưng mà gừng này gừng cái có một loại là bé hơn, củ bé hơn. À, đấy là gừng sẻ. À, đúng rồi, gừng sẻ. Nó bé hơn. Thơm hơn đấy. Ừ. Ta thì nó to hơn. Giang chặt gà chất lượng phết nhỉ. Ui, phải biết chặt chứ, không chặt thì không lấy được vợ đâu anh ạ. Chỉ kém anh có một tí thôi. Lại kém anh có một tí thôi. Chặt miếng nào ra miếng đó luôn.
nay là em Hoa ra ăn cơm cùng là anh em mình thì nấu cơm ngon rồi nhá. Ok luôn. Đấy, chả biết là cái có biết nấu cơm không nhỉ? Cái là chưa thấy nấu cơm anh em ăn bao giờ luôn. Cái này phải mấy hôm nữa phải cho thanh niên nấu cơm. Gà này không nên làm miếng to. Thằng Tùng còn chắc cho bé Tùng một cái cong ấy nhỉ? Ừ, cho một cái. Để cả hai cong luôn đi. Thì một cong thôi. Không được ăn hai cong nữa mà. Để cho nó ăn một cái cong kia, một cong cánh như vậy. Bếp củi các bác. À đây cho Yến cầm đi. Này Yến này. À chặt gà thì nó hơi bắn một tí các bác, hơi đẩy tiếng luôn, hơi khó chịu một tí thì như lại cho Yến cầm mic luôn. Yến hôm nay là phải tâm sự với em Hoa nhiều vào nhá. Đấy. Thay mặt em cái luôn. Với em Hoa nhiều về mà nhưng mà Hoa khá là ít nói nên là nhiều khi muốn tâm sự em cũng khó. Ít nói nhưng mà sẽ hơn đỡ hơn là dậu. Đúng rồi. Em Hoa thì có giao tiếp được tiếng phổ thông với các bác nên là nói chuyện là dễ hơn. Còn dậu thì no chi pao. Em dậu thì khó lắm, em dậu thì khá là khó khăn. Em dậu kể cả vui nhưng mà mặt vẫn buồn nhỉ. Thế buồn thì mặt vẫn buồn mà vui mặt vẫn buồn. Gà này béo à. Xong thoải mái nhỉ. Thoải mái chứ. Nhà của em cái. Mấy Tùng im thế nhỉ? Đang chơi với em Hoa chắc ngủ rồi á. Em ơi, Tùng ngủ rồi à? Ngủ rồi á? Ngủ rồi. Ồ. Hôm nay ôi, theo em Hoa từ mấy giờ? Hôm nay là không theo mẹ nuôi nữa, có em Hoa ấy. Ấy mà lấy được Hoa làm vợ thì... Hôm nay không thơm bằng từng kia đâu. Không thơm bằng đâu, hôm nay của to ấy. Ừ, này là con to này, không thơm bằng. Mua là không để ý ấy. Cho nên là phải mua đường này. Đường được chưa Giang ơi, nước này sôi rồi. Ủa, cho mà đi. Từ từ để các tiết vào đã. Cho vào rồi. Nói chung là cái canh đấy để làm cho đi tâm sự em Hoa đi. Một mình em Hoa ngồi kia buồn. Đấy, cơm. Thế em làm nhá. Ừ, nấu cho. Ngủ rồi. Ôi, mặc cái áo mỏng quá cho nó không? Áo đâu hết rồi nhỉ? Xem thấy cái thùng. Không biết là cái để đâu rồi. Tí đợi cái về xem nào. Cho cái tìm. Em đến đây lâu chưa? Đến một lúc. Đến một lúc rồi. Hôm nay đi đâu làm gì ấy? Hôm nay ở nhà thôi. À. Thế lúc nãy ra đây hỏi bố mẹ ra, hỏi bố mẹ chưa? Họ rông. Mẹ vẫn cho ra cái gì? Cũng bảo là bây giờ tối rồi mà đi đâu nữa à. Thì anh cái bảo là anh chỉ ra đây nhà anh cái để mà muốn cho em ra muốn chơi cho đúng không? Gian chơi. À. Thế là ông bố mẹ không phản đối đâu chứ? Không. À. Bố mẹ bảo là nhanh nhanh lại về. Nhanh nhanh lại về. Thưa quý các bác, đây là em Hoa. Anh Quyền là quay sát để cho các bác nhìn là em Hoa. kỹ một tí, tại vì là mấy hôm trước đào nền thì là đông người ấy, thì nhiều khi là cũng ngất ngây.
cấy là đi chở nước về rồi. Ngủ ngon thế nhỉ? Anh nhủ. Cấy ơi. Đấy. Áo con đâu hết rồi, mặc áo dài cho con một tí đi, mỏng quá. Sợ nó lạnh không? Thế thì em tìm hộ kêu anh đấy. Em đang bế con ngủ rồi, em để chỗ nào để chị còn biết tìm chứ. Không đi. Tùng ngủ rồi. Nếu chị ngủ rồi, đất xong rồi. À đúng rồi, cho bé nằm xuống đi em. Vâng. Đi đâu vậy? Nó cơm như thế gọi là thợ gì? Hả? Nó cơm một thợ gì? Ý là đào nền ở chỗ đào đất thì người ta gọi là tối rồi. Đấy, bây giờ thì cho đấy ngồi đây để cho mấy anh em nấu cơm thôi các bạn. Tối nay thì hai chị em sẽ tâm sự với nhau. Cái ơi, nay cái lán của em cảm giác là nó có sự hạnh phúc hơn đấy nhỉ. Ấm áp hơn. Không cô đơn đấy rồi nhỉ. Hôm nay là có anh chị. Không, anh chị thì lên thì cũng như thế thôi. Hôm nay là có mặt của em Hoa. Nhưng nó cũng tí cũng được về. Chắc chắn em rồi. Em bảo là bố mẹ bảo là nhanh thì về nhá. Đấy, cho nên là anh em mình nấu cơm xong là ăn cơm xong là đưa em về đấy. Tí cho anh cùng đưa về nhá. Nhưng mà đường nó không tiện. À, lại lý do rồi. Em không phải lý do đâu, nhưng mà lấy củi cho anh nhá. Mấy hôm nay thì có phải ra hộ em cái ở nhà làm gì em? Có phải đi làm gì không? Không. À, nhà em vun ngô hết chưa? Thế này cho mà muối mấy chín đi chưa? Cho hết rồi. Chưa vun à? Chưa. Nhưng mà mấy hôm nay nắng như thế này vun thì cũng chắc là không tốt đâu nhỉ? Nắng quá ấy. Trưa mày cứ ngủ đi. Thấy đi đâu chân à? Bị làm sao ấy? Em bị ngã. Ngã à? Vâng. Ừ, đi đâu mà ngã này? Em đi cắt cỏ em bị ngã. Ừ, bị làm sao không? Có bị thương nhiều không? Ừ, bị cái đầu này, cái chân. Đau nữa? Vâng. Đâu chị xem đầu nào. Em bị... Ồ! Chảy máu à? Sao ấy thế? Vâng, chị... Cứng cứng này. Đâu chị xem nào, bỏ tay ra xem nào. Sao không cắt cái phân tông này đi? Sờ nhẹ nhẹ thôi, đau. Đau không? Không. Ồ. Cứng nhẹ. Thôi nói chung là cố gắng thôi. Bây giờ tối nay ăn cơm với anh chị một bữa. Tại vì là mấy hôm trước thì đào nền cũng có cùng ăn cơm. Nhưng mà đông người ấy, nhiều khi thì mình muốn tâm sự cũng khó. Bây giờ là các cô bác mong muốn là em về chăm sóc hai bố con. Em thấy thế nào? Tại vì em là một người mà cùng làng cùng xóm, xong là cái lúc mà hai bố con khó khăn nhất ấy thì em cũng chứng kiến từ đầu đến cuối ấy. Có mấy hai chị em cứ nói thật đi, thật sự cái đấy là rất là nhiều cô bác mong muốn là như thế mà.
không phải ngại đâu, thật sự đấy. Như nào? Cái này sao phải suy nghĩ đã. Có đồng ý không? Em thì không có gì, nhưng mà không biết là em gái có chấp nhận không à? Nói chung là em cái thì em thì chắc chắn là đồng ý rồi. Cái này là em cái thì đang đợi cái câu trả lời từ em. Chắc là nhiều khi thì chắc là hai đứa cũng thỉnh thoảng tâm sự với nhau đúng không? Vâng. Đúng rồi, thì tại vì là nếu mà em mà không yêu thương bé Tùng ấy thì chắc chắn là cũng chẳng cho em bé bú nhờ. Mong các bác thông cảm, nhưng mà cái này đó là sự thật đấy các bác. Thì cũng giống như em cũng là một người mẹ của bé Tùng từ trước đến giờ, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ hai bố con. Em thì không cái gì, như nào cứ nói đi, không sao đâu, không phải ngại đâu mà. Thôi mong các bác thông cảm, cái này thì thôi cứ để em Hoa em từ từ suy nghĩ, tại vì là chắc là nhiều khi thì em cũng khó nói các bác. Lấy được mà, bố con cái em cũng biết rồi, cái nó ok mà, lấy được. Này, em Hoa suy nghĩ đã, bây là chưa biết được nhỉ Hoa nhỉ. Nếu mà ví dụ nha, nếu mà bây giờ mà hai đứa mà đến với nhau ấy thì bố mẹ có đồng ý không? Cái đấy là em không biết. À, đã từng bao giờ bố mẹ hỏi hay là em kể với bố mẹ chưa? Em chưa bao giờ kể. À, không, cái này thì là nếu mà chị nghĩ là bố mẹ em mà biết ấy, thì chắc chắn là bố mẹ em cũng sẽ đồng ý thôi. Tại vì là bố mẹ em thì cũng biết là hoàn cảnh hai bố con, với cả biết là em là như thế nào. Thế từ trước đến giờ ấy thì là em cho bé Tùng bú nhờ như thế thì bố mẹ em có nói cái gì không? Bố mẹ em biết đấy. Bố mẹ cũng không nói. À, không nói gì đâu đúng không? Thế còn ông bà nội? Ông bà nội thì... Bố mẹ chồng em ấy, bố mẹ chồng cũ em ấy. Cũng chữ em... Chửi à? À, ông bà nói như nào? Ông bà nói là sao mà lúc nào em cũng tham bé Tùng ấy. À, ý là lúc nào em cũng chăm bé Tùng đúng không? À, thì cái này thì chắc chắn rồi em, tại vì là bây giờ thì em cũng có một đứa con ấy. Cái này thì chị không biết phải nói thế nào nữa. Chắc là bây giờ, đấy là ngày trước thôi, chứ bây giờ bố mẹ chắc không nói nữa đâu đúng không? Vâng. Cái đấy thì cũng là do em thôi, tại vì là bây giờ thì con trai của ông bà thì mất rồi. Hôm nay sao không em không đón con em ra đây cùng luôn đi? Con thì... Em không đón. À. Giờ chắc ở với ông bà thì chắc là ngủ rồi các bác, vâng. Tại vì là ở trên này thì là... Bà con ở trên này là đi ngủ rất là sớm. Giờ này thì cũng là chắc là tầm mấy giờ rồi Giang nhỉ? 8 giờ chưa? Giờ là 8 giờ rồi. À, giờ 8 giờ thì chắc là bà con ở trên này chắc là đi ngủ hết rồi nhỉ? Vâng. Bình thường em ở nhà nếu mà không làm gì chắc có khi giờ cũng ngủ rồi á. Em thì cũng có nhiều việc. Tối thì đến 7 rưỡi tới giờ em mới ngủ. Em có biết dệt không? Dệt vải ấy. Dệt vải. Ừ. Em không biết. Không biết làm đó. Không biết. À. Nếu mà biết làm thì chắc là vẫn phải làm ấy nhỉ bây giờ ấy. Vâng. Tại vì là chị thấy đi vào trong trong làng ấy thấy nhiều
các bác các cô ấy vẫn dệt mà. Mà anh không biết, không biết làm đâu đúng không? À, cái này thì nói chung là trước chị, mẹ chị cũng có làm ấy, nhưng mà chị cũng không biết làm đâu, đến đây chị là không biết làm nữa. Tụi bà con ở trên này là vẫn còn dệt vải để mà làm váy làm áo ấy các bác, đấy là áo truyền thống nhỉ. Như cái này thì là đi mua ở ngoài chợ chứ không phải là dệt đâu nhỉ. Cơm chín rồi, cơm đây mấy anh em ơi. Ừ, muộn rồi nhỉ. Đi vào đây anh ơi. Vào đi Hoa, vào đi Hoa. Dạ, hôm nay ngồi gần nồi cơm luôn, cho cái với Hoa là ngồi trên này luôn, ngồi gần nhau luôn. Mặc áo à? Lạnh à? Ây à, đến bữa cơm rồi các bác ạ. Ôi, bé Tùng ngủ rồi à? Tùng thì ngủ rồi. À, còng đâu? Còng để ra chưa? Lấy còng với cả thịt ra để... Còng chả biết ở đĩa nào rồi, ở bên dưới đây. Không phải. Tí nữa thấy thì mình để xong. Đúng rồi, hình như bên kia rồi. Để một cái bát. Hoa ngồi đây này Hoa. Ngồi đi, ngồi gần cái luôn. Hôm nay là có vị khách đặc biệt các bác. Hai vị khách đặc biệt là anh chủ đất với lại em Hoa. Mà người mà đã giúp đỡ mà hai bố con em cấy trong thời gian mà vợ bỏ đi ấy các bác. Anh yên tâm nhất này, em gọi cho vợ anh Huân với cả cho vợ của em Giang là lấy cơm cho vợ anh rồi. Vâng. Cơm ra cho vợ anh ăn rồi. Rồi. Cơm đi. Ây xà. Ở bên tiếp dưới kia mới có sóng điện thoại, em gọi được. Thế vừa nãy anh lấy xe em đi ra bên kia rồi. Anh đi xuống bên kia bắt sóng gọi. Này Hoa này. Đây. Cái ăn cơm xong là phải đưa Hoa về nhanh nhá. Không này bố Hoa lẻ, lần sau là không cho đón nữa đâu. Mình làm gì thì làm nó phải chuẩn. Và vừa nãy cũng nói thẳng là bảo là có cả anh chị nữa, không phải là mỗi mình hai bố con. À, nếu mà hai bố con thì chắc là không cho ra đâu. Hay sao? Có cả anh chị với cả anh chủ đất đúng không? Đúng rồi, lần đấy anh có cả mọi người với mình. Có cả anh chị cũng như là anh Dình ở đấy nữa thì đó, là anh chị mong muốn là em Hoa cũng làm một ăn cơm một bữa cơm cùng anh nghe là bố em Hoa mới bảo là nhưng mà thì có thế bây giờ nhá, hôm nay em Hoa cũng ra đây ăn cơm cùng rồi thì có cái điều gì muốn nói hay không? Thế này thì bây giờ thì thật ra thì cũng em Hoa cũng giúp đỡ hai bố con rất là nhiều nên là rất là mong muốn là cảm ơn em Hoa, nhưng mà một cái là giờ thì cái kinh phí cũng như kinh tế của hai bố con chưa có nhiều Hoa thì có gì muốn nói với cái không? Đấy không. À, không ạ. Ok vậy thì thôi ăn cơm đi nhỉ. Ăn cơm vừa nói chuyện nhá. Ăn cơm. Đấy. Bây giờ thì xin mời quý các bác anh chị và mọi người dùng bữa cùng mấy anh em các bác nhá. Bởi vì hôm nay cũng khá là muộn rồi các bác. Cơm xin mời quý các bác anh chị và mọi người. Mời anh nhá. Mời hai em nhá. Cơm thì chẳng có gì đâu các bác. Xin mời tất cả các bác ăn cơm ạ. Chỉ có canh rau cải này với lại món thịt gà rang thôi các bác. Thôi mời cả nhà ăn cơm nhá. Đấy, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Các bác anh chị ạ. Cơm đi Hoa, ăn cơm đi. Cơm đi em. Hoa không phải ngại đâu nhá. Ăn cái mời các bác ăn cơm ạ. Nói chung là mấy anh em mình thì cũng có cùng nhau ăn cơm nhiều rồi, nhưng mà mấy hôm bữa trước ấy thì là đào nền đông người quá, nhiều khi là muốn tâm sự thì cũng khó ấy. Đúng rồi, hôm nay cho nên là có gì thì tâm sự ra hết. Nhưng mà mình là không hầu ý bí đâu nhá. Chứ hầu chớ. Bây giờ mỏ. Đó, trước thì ăn cơm chúng ăn cơm xa kiểu mỗi người một mâm, còn bây giờ đúng không? Được. Bây giờ là ăn cơm một mâm này cũng ngại chứ. Ngại á? Ngại anh ngại không? Bình thường là không thấy ngại mấy, hôm nay là hôm nay là tự dưng thấy ngại. Đấy. Cơm đi này lấy thịt gà đi Hoa. Cái vâng. Này cái gắp thịt gà đó Hoa một miếng nào? Không em tự nhiên. Không phải không ngại đâu em. Ôi, anh chị gì ăn đấy? Gắp cho mỗi em Hoa được, không gắp cho anh à? Đó thế. Anh chị tự nhiên nhá. Vâng. Cũng ăn cơm hơi muộn đấy. Chị nhà anh thì có vợ anh Huân với cả vợ em Giang ở dưới kia lo rồi, anh yên tâm nhá. Vâng. Cơm đây. Cảm ơn anh em thôi.
Thật là rất là may luôn, tới nay là trời không mưa. Ừ, trời không mưa, cũng như là có một cái may là hôm nay vui hơn. Làm sao mà vui? Hả? Bây giờ làm sao mà vui? Còn thì có anh chị ăn cơm cùng mọi tới là con có hai cùng bố con lẻ loi đấy. Phải bảo có thêm nhân vật đặc biệt chứ. Ok. Làm quyền như thế này là không được rồi. Nếu hỏi bảo có làm mẹ bé Tung hay không thì bảo là cái này em không biết đâu, cái này em không trả lời được. Thường là ăn hai bát mới no, hôm nay chắc ăn một bát là cũng no rồi. Nha. Rồi cái này thì nhưng mà tí về lại ăn vừa đấy. Nói chung không phải ngại đâu. Em tự nhiên ăn. Tự nhiên. Anh chị tự nhiên ăn. Ui, anh ngại lắm. Anh ngại lắm. Đấy là anh ngại lắm cái. Nó nhìn cái cong đến đâu trong Tùng ấy nhỉ? Chưa? Đây rồi. Đấy nhá. Để lại cái cong nọ. Tí nó dậy lúc nào thì cho nó ăn nhé. Rồi. Nên cho nó ăn cơm. Bây giờ phải đến nửa đêm. Đến vậy. Tí đưa về là đừng đi đâu đánh lẻ nhá. Đưa đến, đi đến nơi về đến chốn nhá. Cái là không có đèn pin đâu nhỉ. Đang không được thì anh chỉ để tí anh soi hộ nhá. Để mà anh soi đèn đi cùng. Có không? Có đoạn nào đi bộ không? Không. À đi xe đến nhà thôi gì? Xe em bé lại đến nhà. Lâu lâu ăn cơm với hai bố con thì ngon ngon các bác. À, thôi đi, em Hoa cũng chưa có liên hình nhiều các bác, lại rỉnh nữa hơi ngại, cho nên là chắc là em xin phép là kết thúc cái video này tại đây thôi, để cho mấy anh em thoải mái ăn cơm các bác. Em xin phép là kết thúc ghi hình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bác anh chị ở những video tiếp theo trên kênh A Huân TV và A Huân Team các bác nha. Xin chào các bác.